quan chức Nga cảnh báo Mỹ đã vượt tất cả làn danh đỏ của ông Putin. Một đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo rằng Mỹ đã vượt qua tất cả làn danh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến ở Ukraine và không loại trừ việc Moscow sẽ trả đũa quân sự, Newsweek đưa tin. Phó đại diện thường trực thứ nhất tại Liên Hợp Quốc của Nga, Dmitry Polyansky, nói với Newsweek rằng ông tin Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác đang đổ thêm dầu vào lửa bằng cách cung cấp viện trợ quân sự và vũ khí cho Ukraine để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại Nga. Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất đã thu hút được sự chú ý rộng rãi vì tính hiệu quả của chúng trong cuộc xung đột và chúng được ghi nhận là đã giúp cho Ukraine xoay chuyển cục diện cuộc chiến có lợi về phía mình. Hồi tháng 1, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams. Xác nhận của ông được đưa ra cùng ngày với việc Đức cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 13 xe tăng Leopard 2. Các nước phương Tây đã vượt qua tất cả các làn danh đỏ, ông Polyansky nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 14 tháng 2. Hiện đã có sự tham gia bán trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột bởi vì họ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn thông tin tình báo. Đó là tình huống khi các mục tiêu bị một số hệ thống pháo binh đặc biệt là HIMARS nhắm vào. Những mục tiêu này chỉ có thể bị tấn công khi có sự phối hợp với Washington. Và điều này đã được các quan chức của Ukraine thừa nhận, ông Polyansky nói. Trước đó, The Washington Post ngày 9 tháng 2 đưa tin mà quan chức cấp cao của Ukraine và một quan chức cấp cao của Mỹ đã xác nhận rằng Ukraine yêu cầu tọa độ mục tiêu do Mỹ và các đồng minh cung cấp hoặc xác nhận cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng HIMARS và các vũ khí dẫn đường chính xác tương tự khác, chẳng hạn như hệ thống tên lửa M270. Điều đó có nghĩa là NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine. Vậy điều đó có nghĩa là gì ngoài việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, ông Polyansky nói. Polyansky cũng cho biết còn lính đánh thuê từ các nước phương Tây đang chiến đấu cho Ukraine. Chúng tôi biết điều này từ những người mà chúng tôi bắt giữ và từ những thi thể mà chúng tôi nhìn thấy trên chiến trường. Vâng, không có quân đội NATO trên mặt đất và các nước NATO gọi đây là một làn danh đỏ. Nhưng theo chúng tôi hiểu, các làn danh đỏ đã bị vượt qua, vị quan chức Nga nhấn mạnh. Và tất nhiên, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi với các quốc gia có liên quan. Rõ ràng là bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí nào đến khu vực xung đột chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ông tiếp tục nói. Ngoài ra, ông Polyansky không loại trừ khả năng Nga sẽ trả đũa quân sự chống lại Mỹ trước những hành động như vậy. Nếu các bạn đang đối phó với một cường quốc hạt nhân, và nếu bạn viện dẫn mục tiêu là gây thất bại cho cường quốc hạt nhân đó, thì bạn nên tính đến tất cả các lựa chọn về phản ứng có thể của chúng tôi, vị quan chức Nga tuyên bố.